dành những tình cảm của mình cho đội ngũ thầy giáo. Đương thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn tình yêu của chúng ta đã từng nói: người thầy giáo tốt, người thầy giáo xứng đáng là thầy giáo, là phải văn lắm. Dù tên tuổi họ không được đánh báo, không được nhận thưởng huân chương, song người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã từng nhấn mạnh về vai trò của người thầy. Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Nghề dạy học là nghề sáng tạo bậc nhất trong các nghề sáng tạo, vì nó tạo ra những người sáng tạo. Còn đối với Cố Thủ tướng Lê Duẩn, Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn thì khẳng định quần chúng này rất quan trọng trong giáo giới, coi họ là tinh hoa dân tộc, chủ nghĩa yêu nước, tư tưởng cách mạng, thông qua lớp tri thức dân tộc đó mà đi vào quần chúng cách mạng. Điều đó cho thấy từ xưa đến nay, ở bất kỳ giai đoạn nào của đất nước thì vai trò của người thầy luôn có vị trí nhất định trong lòng xã hội. Vì vậy, hình ảnh người thầy luôn được đề cao và nhận được sự quan tâm đặc biệt của xã hội. Khi đất nước bị xâm lăng, đồ hình ảnh người thầy đã bày, thầy đã để lại cho các thế hệ học sinh của trường những ấn tượng sâu đậm, lưu luyến và khó quên. Thầy vừa là một người thầy mẫu mực, nhiệt huyết, nhưng cũng một người cha nhân từ mà cũng rất nghiêm khắc. Thầy là người nhóm lửa yêu thương thắp sáng tâm hồn cho bao thế hệ học trò, đặc biệt luôn nhớ về nụ cười thân thiện, ánh mắt trìu mến, nhớ về những lời khuyên bảo và các bài học cho những đứa trẻ và đồng nghiệp. Mong rằng dù đã nghỉ hưu nhưng thầy vẫn luôn dõi theo và dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho trường trung học cơ sở Thị Quyền. Nhà trường cũng xin hứa với thầy sẽ luôn cố gắng xây dựng tập thể nhà trường thành môi trường giàu lòng nhân ái, giàu nghị lực. Vẫn biết rằng hội ngộ rồi chia ly là quy luật tất yếu của cuộc đời, nhưng nhà trường vẫn thấy bồi hồi xúc động biết bao. Từ đây, nhà trường cảm thấy rất buồn vì thiếu vắng hình ảnh của thầy, một người âm thầm đảnh lễ vì học sinh. Ngôi trường này sẽ đóng vắng hơn khi thiếu bước chân thầy. Một lần nữa, thay mặt chi bộ ban hiệu, tôi xin gửi tới quý thầy cô lời cảm ơn sâu sắc nhất. Nhân dịp 20 tháng 11, kính chúc những người lãnh đạo thầm lặng trở đầy nghĩa tình, tri thức, lời chúc sức khỏe, vững tay chèo đưa con đò đi đến bến bờ thành công. Chúc quý phụ huynh có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng nhà trường trên con đường ươm mầm tương lai. Nhà trường xin gửi đến thầy Trần Công Ngoan lời tri ân sâu sắc nhất về một người thầy mà nhà trường và học sinh vô cùng kính trọng. Chúc thầy sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời cô Nguyễn Công Quỳnh Trang đại diện cho tập thể giáo viên lên nhận bó hoa của nhà trường chúc mừng ngày 20 tháng 11. Xin trân trọng. Xin trân trọng kính mời thầy Trần Công Hoan lên phía trước để nhận quyết định hoa quà của tập thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường. Xin mời thầy Đoàn Văn Tuyên, cô Nguyễn Thị Quỳnh Trang và cô Võ Thị Việt Nam lên trên. Rồi, giờ thầy Hoan lắng lại xíu. Xin mời cô Trang, cô Na có những món quà để chúng ta tặng thầy Hoan. Chúc thầy Hoan sức khỏe. Cảm ơn. Tổ lấy hoa xinh cho nhà trường. Cho
Nhiệm vụ giảng dạy môn vật lý và